Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Seiko, Suken, Nobita, Doraemon, ủa rồi trai anh đâu? Mới thấy hát ở đây mà đã mất tiêu rồi. Tôi đây. Thế ở đây không biết có ai là fan của chàng ca sĩ sở hữu giọng hát đặc biệt này không nhở? Những ai quen thuộc với truyện tranh Doraemon thì chắc chắn không còn xa lạ gì với trai anh nè đúng không? Trời ơi, đúng là không hổ danh với giọng hát bò rống mà. Nhìn người ta như vậy thôi, chứ người ta có một ước mơ rất là cháy bỏng là trở thành một ca sĩ ngôi sao. Dù là bạn bè ai cũng biết giọng hát của trai anh kinh khủng đến mức độ nào. Thiệt hả? Không có nói gì đâu, không có nói gì hết á. Không, ý là khi mỗi lần trai anh cất tiếng hát lên á, thì các bạn xung quanh bao gồm cả Nobita, Doraemon, Sunio, Shizuka đều phải lắc đầu lè lưỡi, rồi bất tỉnh nhân sự sau đó thôi à, chứ không có gì đâu.